Nhận định bóng đá sông Lam Nghệ An với Bình Định, 17 giờ ngày 16 tháng 1. Dù là tân binh V-League 2021 nhưng với sự đầu tư lớn về nhân sự, Bình Định được xem là thử thách không dễ để vượt qua của chủ nhà sông Lam Nghệ An ở ngày khai màn mùa mới. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau 12 năm, Bình Định dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã trở lại sân chơi cao nhất của bóng nam. Nhưng khác với những đội bóng tân binh, Bình Định thể hiện tham vọng lớn ngay mùa giải đầu tiên trở lại V-League. Đội bóng đất võ được các nhà tài trợ đầu tư cho gói kinh phí dài hạn trong 3 năm với số tiền lên đến 300 tỷ đồng. Bỏ ra số tiền lớn, đương nhiên các nhà tài trợ muốn đội nhà có thành tích xứng tầm và top 6 là mục tiêu mà Bình Định đặt ra ở V-League 2021. Để hiện thực hóa tham vọng này, huấn luyện viên Đức Thắng quyết định có cuộc thay máu lực lượng. 16 cầu thủ mới được đưa về. Những tân binh của Bình Định đều là các cầu thủ có kinh nghiệm, đã khẳng định được ở V-League như Hồ Tấn Tài, Phạm Văn Thành, Đinh Tiến Thành, Dương Thanh Hào, Lê Thanh Bình, Trần Đình Kha. Bên cạnh đó còn có 3 ngoại binh là Andy Ungkeon, Rimario Gordon và Henrio Arazo da Silva để phục vụ lối chơi của mình. Trước thềm mùa giải mới, Bình Định có bước chạy đà hoàn hảo khi lên ngôi ở giải Tứ Hùng thành phố Hồ Chí Minh. Dù chỉ là giải đấu tập huấn, mang tính chất cọ sát là chính nhưng việc chơi ấn tượng, vượt qua nhiều đội bóng tham vọng như thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC và Hà Nội FC để đoạt chức vô địch cho thấy đội quân huấn luyện viên Đức Thắng sẽ là ẩn số. Tại vòng 1, Bình Định sẽ có chuyến làm khách đến sân Vinh của sông Lam Nghệ An. Mùa giải này, sông Lam Nghệ An đã không gặp quá nhiều tổn thất lớn về lực lượng. Ngoại trừ tiền đạo trụ cột Hồ Tuấn Tài gia nhập thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng xứ Nghệ gần như vẫn giữ nguyên được bộ khung cũ ở mùa giải năm ngoái. Trong tay huấn luyện viên Quang Trường vẫn còn đó những Văn Hoàng, Văn Khánh, Văn Đức, Xuân Mạnh, Đình Đồng. Lực lượng ổn định, lại có sự tăng cường của hai ngoại binh tương đối chất lượng là trung vệ Ivor SHB, DN và tiền đạo Bruno Henrik, người ghi đến 10 bàn thắng cho huấn luyện Hà Tĩnh ở V-League 2020. Sông Lam Nghệ An có thể yên tâm phần nào về lực lượng, với lợi thế sân nhà, lại được tiếp đón tân binh đến từ giải hạng nhất Bình Định. Sông Lam Nghệ An ít nhiều được đánh giá cao hơn, nhưng những trận đấu khai màn mùa giải mới chưa bao giờ là dễ dàng với bất kể đội bóng nào. Nhất là khi Bình Định cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dạng vừa. Thầy trò Quang Trường được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn. Lần gần nhất, sông Lam Nghệ An từng đánh bại Bình Định với tỷ số 1-0 tại Cúp Quốc gia 2020 cũng tại sân Vinh. Tuy nhiên, để làm lại được điều này ở trận đấu sắp tới, đội bóng xứ Nghệ cần khẳng định được đẳng cấp, kinh nghiệm của đội bóng nhiều năm tại V-League. Dự đoán 1-1.